Dạ, cảm ơn bà con trở lại với miền Tây Hậu Giang. Tiếp tục miền Tây Hậu Giang xin được phép cập nhật diễn biến tình hình COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tiếp tục áp dụng chỉ thị 16. Hậu Giang tiếp tục giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 thêm một tuần. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ký ban hành công văn 1442 về việc tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Theo đó, trước tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn cả nước nói chung, các tỉnh, thành phố, khu vực Tây Nam Bộ nói riêng đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Để chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau. Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo quy định tại chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Các nội dung yêu cầu quy định về các biện pháp giãn cách xã hội vẫn tiếp tục thực hiện theo chỉ thị số 08 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 18 tháng 7 2021 và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Tiếp tục thực hiện quy định người dân không được ra đường kể từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau theo công văn số 1421 ngày 27 tháng 7 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian kéo dài 7 ngày kể từ 0 giờ ngày 2 tháng 8 2021. Yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm theo công văn. Vâng, thì thông báo khẩn vừa cập nhật đến bà con đó là địa bàn tỉnh Hậu Giang chúng ta tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 giãn cách xã hội thêm một tuần lễ, thời gian bắt đầu từ 0 giờ ngày 2 tháng 8. Lý do trên địa bàn tỉnh cả nước và các vùng lân cận thì tình hình dịch bệnh diễn biến cũng khá là phức tạp, nên địa bàn tỉnh Hậu Giang chúng ta tiếp tục giãn cách xã hội thêm một tuần. Thì mong bà con nắm được cái thông tin để thực hiện tốt chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa công bố. Và cũng trong ngày hôm nay thì 8 tỉnh thành miền Tây tiếp tục kéo dài chỉ thị số 16 thêm từ 7 đến 14 ngày. Tám tỉnh thành miền Tây kéo dài chỉ thị 16 thêm 7 đến 14 ngày. Tùy vào tình hình dịch bệnh tại địa phương, các tỉnh miền Tây quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng thêm 1 đến 2 tuần. Sáng ngày 31 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội trong toàn tỉnh theo chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 0 giờ ngày 2 tháng 8. Trong thời gian giãn cách xã hội, chính quyền tỉnh Bạc Liêu tiếp tục yêu cầu người dân không ra đường từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời, địa phương này áp dụng chỉ thị 16 thêm 7 ngày. Sau thời gian này, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, địa phương sẽ có những phương án giãn cách phù hợp. Nói với Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân cho biết địa phương đang kiểm soát tốt dịch COVID-19. Vì vậy, Cà Mau áp dụng chỉ thị 16 thêm một tuần từ ngày 2 tháng 8. Còn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nói rằng tùy vào tình hình dịch bệnh của địa phương và khu vực, tỉnh có thể áp dụng chỉ thị 16 thêm 1 đến 2 tuần hoặc nhiều hơn nữa. Cùng ngày, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Tháp cho biết các địa phương này cùng kéo dài chỉ thị 16 thêm 14 ngày từ 2 tháng 8. Trong 14 ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ rà soát và sàng lọc lần hai để tách hết các F0 ra khỏi cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Úc chia sẻ, chiều ngày 17 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký văn bản hòa tốc về việc đồng ý áp dụng giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh đối với 19 tỉnh thành phía Nam, những nơi dịch COVID-19 đang bùng phát. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, Đồng Nai đã thực hiện chỉ thị 16. Thủ tướng đồng ý bổ sung áp dụng chỉ thị 16 tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang. Thời gian thực hiện giãn cách 14 ngày, chậm nhất từ 0 giờ ngày 19 tháng 7. Vâng, và tỉnh Bạc Liêu thì kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Bạc Liêu là tỉnh đầu tiên ở miền Tây ra quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 để phòng chống dịch COVID-19. Bạc Liêu kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Bạc Liêu là tỉnh đầu tiên ở miền Tây ra quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống COVID-19. Ngày 31 tháng 7, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiểu ký quyết định về việc kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, Bạc Liêu kéo dài thời gian giãn cách thêm 7 ngày tính từ 0 giờ ngày 2 tháng 8. Được biết đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã ghi nhận 76 ca dương tính với SARS-CoV-2. Số người đang cách ly tập trung là 1.724 người và 3.282 trường hợp đang cách ly tại nhà. Còn tại Đồng Tháp, tại cuộc họp tối ngày 29 tháng 7, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhận định dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên sau 1/8. Tỉnh dự kiến tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Tháp cho biết các địa phương này cùng kéo dài chỉ thị 16 thêm 14 ngày từ mùng 2 tháng 8. Chiều ngày 17 tháng 7, Thủ tướng Thành phố Hồ Chí Minh và 18 tỉnh thành phía Nam giãn cách xã hội thêm 14 ngày. Trong công điện vừa ban hành, lãnh đạo chính phủ yêu cầu không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 tới khi hết giãn cách, trừ trường hợp được cho phép. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, vừa thay mặt Thủ tướng ký công điện số 1063 về phòng chống dịch, gửi lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương 19 tỉnh thành phía Nam giãn cách xã hội thêm 14 ngày. Với 19 tỉnh thành phía Nam bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo công văn số 969 ngày 17 tháng 7 của Thủ tướng. 19 địa phương này gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang. Những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu đã kiểm soát được dịch bệnh, Thủ tướng cho phép có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh. Đối với khu vực liên tỉnh, phải có thỏa thuận, thống nhất với các tỉnh liên quan và phải báo cáo tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trước khi quyết định, không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7. Trong công điện này, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả biện pháp cụ thể phòng chống dịch. Với địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16, lãnh đạo Chính phủ quán triệt thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương. Cùng với đó là việc tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm ai ở đâu ở đấy. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 tới khi hết giãn cách, trừ những người được chính quyền cho phép. Công điện nêu rõ, lãnh đạo tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các tỉnh liên quan phải tổ chức đón, đưa về địa phương đích đến bảo đảm an toàn, đồng thời tổ chức xét nghiệm, vận chuyển bằng xe khách, có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy. Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, việc bàn giao phải được tiến hành đầy đủ, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan. Dạ vâng, cảm ơn bà con vừa xem xong cái video ngắn chia sẻ về tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như trên địa bàn cả nước. Nhờ bà con mình chia sẻ video cũng như đăng ký kênh để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình COVID-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như là trên địa bàn cả nước. Thì có những thông tin nào mới thì miền Tây Hậu Giang cố gắng cập nhật nhanh nhất và sớm nhất để cho bà con mình sớm nắm bắt được những cái thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thì miền Tây Hậu Giang cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã theo dõi cái video. Thì nhờ bà con mình chia sẻ cho nhiều người được biết cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và được cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh miền Tây Hậu Giang ạ. Vâng, miền Tây xin chào, hẹn gặp lại.